Cuộc sống U70 của nghệ sĩ Tài Linh ở Mỹ, sức khỏe xuống dốc tuổi già, từng đi làm thuê rồi thành vài chủ tiệm nails. Nhắc đến Tài Linh, mọi người sẽ nhớ tới một nghệ sĩ sở hữu chất giọng cao, trong và truyền cảm. Tài Linh từng là ngôi sao của sân khấu cải lương miền Nam vào những năm 90. Bà được khán giả yêu mến qua các vở tuồng như Trảm Trịnh Ân, Phụng Nghi Đình, Lương Sơn Bá, Trúc Anh Đài, Thái Bình Công Chúa, Bích Vân Cung Kỳ Án. Xuất thân là diễn viên cải lương nhưng khi bước sang tân nhạc, bà vẫn chinh phục được khán giả. Thậm chí, nhiều ca khúc trữ tình dân ca Tài Linh từng thể hiện như Mưa Bụi, Dâm Câu, Sao Đổi Ngôi để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả. Tài Linh luôn kín tiếng về đời sống riêng tư. Mọi người chỉ biết bà gắn bó với ông xã hơn 30 năm là mối tình thuở thanh mai trúc mã và có một con trai. Dù đã ngoài 60 nhưng nghệ sĩ Tài Linh vẫn khỏe mạnh. Dù sống khép kín nhưng nữ nghệ sĩ vẫn giữ mối quan hệ thân tình với anh chị em đồng nghiệp một thời. Những thông tin của nữ nghệ sĩ được bạn bè, đồng nghiệp chia sẻ với báo giới. Sang Mỹ lập nghiệp, bà tạm gác lại sự nghiệp ca hát, tập thành học làm móng tay. 3 năm đầu, sống nơi đất khách quê người, Tài Linh phải vừa đi làm thuê vừa học nghề. Trải qua những ngày tháng vất vả ấy, cuối cùng nữ nghệ sĩ cũng mở được một tiệm nail cho riêng mình. Ở độ tuổi ngoài 60, sức khỏe của nữ nghệ sĩ không còn như trước, tránh bị kích động mạnh. Khi báo tin về sự ra đi của cố nghệ sĩ Vũ Linh, người thân phải ngồi kế bên dặn dò bà bình tĩnh tránh tinh thần bà bị sốc ảnh hưởng tới sức khỏe. Tiết lộ về cuộc sống của bà ở hải ngoại, Kim Tử Long cho hay, chị ấy có một gia đình đầm ấm, hạnh phúc. Ông xã chị làm ở công ty, chị Tài Linh mở một tiệm nail. Có lẽ bận rộn với việc kinh doanh nên chị ít đi hát. Trước khi trở thành bà chủ của một tiệm nail đông khách ở Mỹ, Tài Linh từng trải qua 3 năm đi làm thuê. Lúc ấy, không ít khán giả ngậm ngùi khi biết thần tượng của mình trải qua thời gian khó khăn ở xứ người. Tuy nhiên, Kim Tử Long cho rằng điều đó là khó tránh khỏi với mọi người khi bắt đầu cuộc sống mới. Đó chỉ là công việc làm thêm của chị để kiếm thu nhập. Sau này, chị mở tiệm riêng, cuộc sống ổn định, anh nói. Sau này khi tiệm đi vào hoạt động ổn định, nghệ sĩ ưu tú Tài Linh cũng bắt đầu nhận một vài show diễn nhỏ để đỡ nhớ nghề. Hiện tại, ngoài việc kinh doanh cửa tiệm, nữ nghệ sĩ còn là một người vợ, người mẹ, người bà nội hiền lành, đảm đang. Được biết, chồng bà nhạc sĩ Viết Cường là một người bạn của nữ nghệ sĩ thời trung học. Chung sống cùng chồng hơn 30 năm qua, nghệ sĩ ưu tú Tài Linh có vẻ vẫn cảm thấy hài lòng với hiện tại. Bà từng chia sẻ, tôi là người giản dị, không đòi hỏi gì cao, với tôi nổi tiếng hay không cũng vậy thôi, chỉ cần sự bình yên cho gia đình là đủ. Năm 21 tuổi, nữ nghệ sĩ được chị gái đưa vào làm nhân viên bán vé hát của đoàn Sài Gòn 3. Ở đây, nghệ sĩ ưu tú Tài Linh có dịp sinh hoạt cùng thanh niên trong đoàn và thể hiện tài năng ca hát. Vô tình giọng hát của cô được các nghệ sĩ lão làng Thanh Điền và Thanh Kim Huệ ngợi khen. Từ đó, Tài Linh được các đàn anh, đàn chị trong nghề bảo ban, chỉ dạy về cổ nhạc và trình diễn sân khấu.